Hello, hello xin chào tất cả mọi người chào mừng cả nhà đã quay trở lại với chuyên mục review dự án của jps blockchain insight như thường lệ thì may vẫn phải nhắc rằng là video này không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo thôi nha cả nhà đây chính là trang web của JBS, các bạn có thể bấm vào mục tìm kiếm để tìm kiếm những dự án mà mình yêu thích hoặc là tìm kiếm về thông tin về on-chain hay là hidden chain hay là danh mục đầu tư các bạn nhé. Các bạn đừng quên tặng May cũng như là JBS một like, share video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ JBS các bạn nhé. Và ngày hôm nay May sẽ mang đến cho cả nhà một dự án cực kỳ nóng hổi, đấy chính là dự án Rockershop. Đây là một dự án NFT được xây dựng trên Avalanche. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bay đi vào từng tiêu chí xem là nó có được gọi là Hidden Gem không nhé. Chúng ta đi sơ qua về tổng quan của dự án này. Thì hơn một năm trở lại đây thì như các bạn đã biết rằng là dự án Gameplay to Earn đã phát triển rất là mạnh mẽ và thu hút rất là nhiều sự quan tâm của cả người chơi lẫn các nhà đầu tư phải không ạ? tuy nhiên thì game play to earn vẫn còn một số các mặt hạn chế sau thứ nhất là chức năng của blockchain còn rất là nhiều hạn chế thì điều này nó cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến trò chơi khiến cho các trò chơi blockchain mất cái khả năng cạnh tranh so với những trò chơi truyền thống nó có đầy đủ chức năng cái mặt hạn chế thứ hai là các đặc điểm tài chính được nhấn mạnh quá mức ở trong game play to earn, game blockchain thì tại vì là các nhà phát triển tập trung quá nhiều vào cái việc mà phát triển hệ thống giao dịch hoặc là phát phát hành mã token, thứ hai là các đặc điểm tài chính được nhấn mạnh quá mức do là các nhà phát triển tập trung quá nhiều vào việc triển khai hệ thống giao dịch hoặc là phát hành mã thông báo bằng blockchain thay vì là họ tập trung vào à, những cái à, phát triển về hình ảnh kỹ năng hay là về những đặc điểm về game đúng không ạ và cái thứ ba đấy chính là thị trường trò chơi blockchain vẫn còn là sơ khai trong khi thị trường game truyền thống hiện tại thì đã trên dưới 20 năm. Còn thị trường trò chơi blockchain thì mới chỉ có vài năm trở lại đây thôi. Cho nên thị trường trò chơi blockchain thì à, nếu như mà mình mang so sánh với thị trường truyền thống thì nó quá là tập kiễng và nó cần thời gian để phát triển và hoàn thiện dần hơn. Và Rocosop ra đời chính là để mang đến những giải pháp cho những hạn chế của gameplay to earn. Vậy thì Rocosop là gì ạ? Công ty Rockosop ra đời vào năm 2021 và là công ty cung cấp phần mềm chuyên nghiệp và các giải pháp về NFT cho game trên nền tảng Avax Blockchain. Thì Rockosop cung cấp các cơ sở hạ tầng công nghệ cho cả game do họ tự phát triển và cho các công ty đối tác luôn. Mục tiêu cuối cùng của Rockosop chính là trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp trò chơi trên toàn cầu. Còn Rocko là gì ạ? Rocko là một tài sản tiền mã hóa được phát triển trên blockchain Avax và để sử dụng trong hệ sinh thái trò chơi chính của chính Roblox và các trò chơi của đối tác. Các lợi ích mà Roblox đang hướng tới đấy chính là lợi ích cho hai mảng người dùng và cho đối tác phát triển trên Roblox. Thì về cho người dùng ấy thì họ hướng tới lợi ích là giao dịch nhanh và phí rẻ hơn. Thứ hai, đấy chính là họ cung cấp các vật phẩm khan hiếm trong trò chơi. Thứ ba là lưu trữ các vật phẩm bên ngoài trò chơi. Thứ tư là giao dịch vật phẩm trong trò chơi một cách dễ dàng và an toàn. Và thứ năm là cho phép các vật phẩm ảo hiếm có và có giá trị nhất trong trò chơi được mua và bán dưới dạng NFT. Thứ hai là lợi ích mang đến cho đối tác phát triển trên Rocosc thì thứ nhất chi phí nghiên cứu và phát triển của các đối tác được giảm. Thứ hai là Rocosc đảm bảo rằng là tất cả các giao dịch được thực hiện một cách minh bạch và an toàn. Thứ ba là quyền sở hữu thực sự của các game thủ, thứ tư là Rockosop quản lý quy trình IDO của các nhà phát triển trò chơi bằng Rocko Starter và thứ năm là Rockosop hỗ trợ họ ở mọi giai đoạn trong quá trình huy động vốn từ cộng đồng của họ. Về đội ngũ phát triển thì đây là một đội ngũ phát triển có rất là nhiều thành viên với rất là nhiều kinh nghiệm về thế mạnh trong lĩnh vực blockchain hứa hẹn sẽ là một đội ngũ mà có thể giúp cho rockosop phát triển mạnh mẽ và thu hút được rất là nhiều người dùng ở đây thì mình chỉ nói về ba nhân vật mà có sức ảnh hưởng nhất trong dự án này thôi còn mình sẽ để một cái link tất cả các nhân vật trong team dev ở phần mô tả các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé người đầu tiên đấy chính là sabahatin thì anh chính là founder và ceo đây là giám đốc dự án game và anh là chuyên gia trong lĩnh vực phương pháp luận, quản lý rủi ro và có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, thời gian, ngân sách và dự đoán quá trình hoạt động. Người thứ hai đấy chính là Mehmet, thì anh là founder và là lead developer, tham gia dự án game từ năm 2015 và tiếp tục phát triển nó tại Rockosoft. Người thứ ba Đấy chính là Burak, anh là CEO và giám đốc phát triển kinh doanh và là người có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành và kinh doanh trong lĩnh vực game kể từ năm 2014 tại Intern và Class Game. Về mảng công nghệ thì hiện tại công nghệ riêng của Microsoft thì họ chưa công bố cho nên là khi nào có thông tin thì mình sẽ update cho cả nhà sau nhé. Và có rất là nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao mà Rokosoft lại lựa chọn phát triển trên blockchain Avalanche mà không phải là các nền tảng khác? Và đây là các tính năng ưu việt của nền tảng Avalanche. Thứ nhất là về tốc độ giao dịch thì họ sử dụng một giao thức đồng thuận mới và được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học máy tính của Cornell và nó có thể xác nhận vĩnh viễn các giao dịch chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Wow, rất là nhanh vào cả nhà. Thứ hai là về khả năng mở rộng thì nó có thể thực hiện được 4 500 giao dịch mỗi giây và được đánh giá là tương đối tốt trong các blockchain hiện có. Và tính ưu việt thứ ba đấy chính là bảo vệ thì nó đảm bảo an ninh mạnh hơn vượt xa tiêu chuẩn là 51% của các mạng khác. Thứ tư đấy chính là tính linh hoạt thì nó dễ dàng tạo ra các blockchain tùy chỉnh và các ứng dụng phi tập trung chứa phần lớn các logic theo nhu cầu. Thứ năm là sự bền vững, thì nó sử dụng thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần là Proof of Stake, tiết kiệm được năng lượng hơn rất là nhiều lần so với bằng chứng công việc Proof of Work. Tiếp theo là hỗ trợ hợp đồng thông minh, thì nó sẽ hỗ trợ tạo ra các hợp đồng thông minh Solidity và các công cụ Ethereum yêu thích như là Remix, Metamask, Truffle, vân vân và tính ưu việt tiếp theo đấy chính là blockchain riêng tư và công khai thì nó tạo ra các blockchain công khai hoặc là riêng tư của riêng người dùng và tiếp theo ưu điểm cuối cùng đấy chính là phí giao dịch cực kỳ rẻ về sản phẩm thì hiện tại Roco đang cho ra mắt các sản phẩm về mảng game, về NFT market, về hệ thống thanh toán Roco, về sản phẩm về phát triển ứng dụng Roco Starter, sản phẩm về stacking và farming và cuối cùng là sản phẩm về mobile wallet. À, thứ nhất là chúng ta đi về sản phẩm về game nhé. Về mặt sản phẩm game thì Roco Shop chủ trương kết hợp những giá trị nổi bật của game nhập vai trong thị trường game truyền thống kết hợp với lại game blockchain và sản phẩm game mà nó tạo ra thì sẽ như thế nào ạ thứ nhất là nó mang lại cho người dùng những trải nghiệm game thực sự là thú vị và có độ giải trí cao hình ảnh đẹp đồ họa đẹp mắt từ cái game truyền thống đúng không ạ và thứ hai nữa là nó sở hữu những đặc trưng kinh tế của nft trên blockchain và tiếp theo đấy là hệ thống blockchain thì đáp ứng được ước mơ cuối cùng của nhiều người chơi mà trước đây thì họ chơi game truyền thống không có được đấy chính là luật chơi minh bạch này rồi các sản phẩm mà họ sở hữu trong thế giới ảo là không thể nào thay thế được, rồi nó có thể trao đổi với nhau, nó có thể kế thừa, thanh khoản cao, rồi nó mang lại lợi ích kinh tế trong thế giới thật và tiếp theo là nó độc lập với cả các nhà cung cấp dịch vụ trò chơi, còn trước đây thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp trò chơi trong game truyền thống về mặt sản phẩm thứ hai đấy chính là nft market đây là dự án đầu tiên nhằm mục đích hợp nhất các nhà phát triển trò chơi và cộng đồng người chơi với triết lý là play to earn trên blockchain cho nên là nó vừa thực hiện các cải tiến để người chơi có được tài sản tiền điện tử trong trò chơi này. Rocket Shop thì cũng cung cấp một dịch vụ nền tảng gọi là nền tảng phi tập trung nơi mà người chơi có thể mua và bán các vật phẩm ảo của họ với thị trường NFT và do đó thì nó đảm bảo rằng là NFT có giá trị trong thế giới thực. Sản phẩm thứ ba đấy chính là hệ thống thanh toán Roco Payment Gateway. Thì mã thông báo gốc của Rocko Shop đấy chính là đồng roco là công cụ hỗ trợ thanh toán chính trong hệ sinh thái của Rockosoft thì tất cả các trò chơi do Rocko Shop cung cấp sẽ có cái đồng roco được tích hợp vào kinh tế của trò chơi hay còn gọi là game economic của họ và điều này thì có nghĩa là người chơi có thể chuyển và sử dụng tiền tệ trong trò chơi của họ trên các nền tảng trò chơi khác nhau. Thứ tư là sản phẩm phát triển ứng dụng À, hay còn gọi là application thì Rockosoft giúp cho các nhà phát triển trò chơi tích hợp được các tính năng của trò chơi dựa trên blockchain vào trò chơi của họ bằng cách là uh, họ cung cấp các cơ sở hạ tầng blockchain quan trọng như là API này, rồi bộ công cụ phát triển mã nguồn mở như là SDK, rồi cung cấp các ứng dụng quản lý mặt hàng ảo à và hệ thống thanh toán được tối ưu hóa bằng tiền điện tử cho tất cả các nhà phát triển trò chơi trên nó luôn. Sản phẩm thứ năm đấy chính là Rocco Starter. Thì Rocco Shop giúp các trò chơi dựa trên nền tảng blockchain quảng bá và tiếp thị sản phẩm của họ thông qua Rocco Starter IDO. Thì Rocco Shop sẽ tổ chức IDO cho các dự án mà có triển vọng và họ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như là đóng góp ý kiến vào token economic của họ trong giai đoạn hạt giống và giai đoạn ươm mầm ý tưởng về stacking thì người tham gia có thể stacking mã thông báo rocker của họ để kiếm thêm thu nhập định kỳ thụ động thông qua cơ chế stacking của Rocko Shop. còn về cung cấp thanh khoản thì Rocko Shop đảm bảo rằng là những nhà phát triển có thể tiếp cận nguồn vốn và phun thanh khoản hạt giống trong khi thưởng cho cộng đồng vì là sự tham gia của họ còn sản phẩm cuối cùng đấy chính là Mobile Wallet. Về đối tác thì Rise Online là game nhập vai đầu tiên được hợp tác với Rocoshop. Cho những người mới chưa biết thì Rise Online đã ra mắt bản alpha và 2.0 với hơn 100.000 người dùng và Rise Online đã cho ra mắt bản beta vào cuối tháng 9 với hy vọng rằng là họ sẽ tạo ra một bước ngoặt mới. Rocosoft thì hiện tại thì họ đang phát triển sản phẩm để tích hợp và blockchain và Rise Online. Cái Rise Online này này, họ sẽ có thu nhập dựa trên những yếu tố sau. Thứ nhất là họ bán vật phẩm ảo hiếm có trên NFT Marketplace. Thứ hai là họ thu nhập từ việc bán vé theo mùa. Thứ ba là họ thu nhập từ phí đăng ký hàng tháng. Và cuối cùng, đấy chính là thu nhập từ quảng cáo trong trò chơi. Doanh thu hàng năm dự kiến của họ là 8 triệu đô la tính trên 100.000 người dùng thôi nhé mọi người và đây là bảng tính mà dựa trên số lượng người dùng riêng số lượng người dùng ở trên thổ nhĩ kỳ thôi các bạn có thể hình dung mà khi mà rockosop đạt được mục tiêu thị trường trên toàn cầu ấy thì là tiềm năng doanh thu sẽ lớn và kinh khủng như thế nào phải mọi người về đối thủ cạnh tranh của Rockosop hiện tại đó chính là Engine. Thì Engine là một nền tảng phát triển game NFT và các dịch vụ cho game trên Ethereum. Về tài chính thì đầu tháng 9 này thì Microsoft đã huy động được 3,5 triệu đô la Mỹ từ vòng hoạt giống và vòng private sale. Về backer thì như các bạn đã thấy trên slide thì backer có rất là nhiều backer nổi tiếng như là Alameda Research, này rồi Dutch Crypto Investor, rồi Huberia Capital, rồi CSP Dow, H21, rồi Hope Ventures. Về roadmap trên này thì mình chỉ cập nhật cái roadmap ở hiện tại và trong tương lai để mọi người dễ theo dõi nhé. Thứ nhất là quý 4 năm 2021 thì nó ra mắt Rockcore NFT Market uh, phiên bản công này. Thứ hai là nó tích hợp chuỗi khối của Rise Online Stars. Thứ ba là nó phát triển SDK và khởi động API. Thứ tư là họ bắt đầu phát triển cổng thanh toán và bắt đầu phát triển ví di động. Cuối cùng là họ Rise Online ra mắt phiên bản beta. Về quý 1 và quý 2 năm 2022, họ bắt đầu tích hợp ví di động, bắt đầu phát triển các trò chơi mới, phát triển quan hệ đối tác mới với các nhà phát triển trò chơi. Quý 3 năm 2022 thì họ ra mắt trò chơi mới và quý 4 năm 2022 thì họ bắt đầu phát triển đa nền tảng chuỗi chéo. Về tokenomics thì tổng cung cho dự án này là 100 triệu token thì trong đó họ dành 41% cho cho bán token ra cộng đồng, foundation là phát triển nền tảng thì 15%, phát triển hệ sinh thái 20%, thanh khoản 10%, chiến lược phát triển 7% và quỹ là 7%. Vậy thì mua token Rocker ở đâu ạ? Tại thời điểm mà mình làm video này thì token Rocco vẫn chưa được mở bán công khai. Về cộng đồng của Rocco Shop thì các bạn có thể truy cập trên website là roccoshop.com để đọc những thông tin chính xác nhất từ dự án này. Còn ngoài ra thì dự án có thông tin gì mới ấy, thì họ sẽ update lên Twitter của họ này. Các bạn có những thắc mắc hay là câu hỏi gì thì các bạn có thể gửi về Telegram của Rocco Shop nữa nhé. Thì trước khi đi vào phần kết luận thì mình có một số đánh giá về cái dự án này. Thì những ưu điểm thì cả mình vừa nói ở trên ở trên các bạn đã biết rồi về tokenomics, về team, về công nghệ, về sản phẩm rồi đúng không ạ? Thì còn về dự án này có thành công hay không thì nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào quá trình triển khai nên là cần có thời gian thêm để mình quan sát dự án này. Ngoài ra thì trong lộ trình phát triển của dự án thì mình chưa thấy team đề cập đến việc là phát triển metaverse để đón đầu xu thế. Lưu ý rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình. Mọi người có thể chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận của video nhé. Về phần kết luận thì ngành công nghiệp video game ước tính là có giá trị tới 159,3 tỷ đô la trong năm 2020 và tăng 9,3% so với năm 2019 và dự đoán là sẽ tăng lên 200 tỷ đô la vào năm 2023. Tuy nhiên thì thị trường game truyền thống còn rất là nhiều thiếu sót như là luật chơi không minh bạch, không công bằng cho tất cả các người chơi, rồi các vật thể ảo không thể giao dịch bên ngoài nền tảng của trò chơi được. Ngoài ra thì người chơi chịu sự chi phối của nhà cung cấp rất là nhiều. Chính vì vậy, một nền tảng phát triển game có thể kết hợp được những ưu điểm của cả game truyền thống và game blockchain thì đồng thời cũng cung cấp các công cụ để phát triển. Nên một cái hệ sinh thái quanh game như là Roblox thì được đánh giá là một trong những dự án đầy triển vọng trong tương lai. Mây hy vọng rằng là những chia sẻ của mây về các tiêu chí cho một đồng coi vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể tự đưa ra những đánh giá của bản thân về dự án này và tự nhận xét rằng là tự đánh giá rằng là dự án này có phải là hidden gem hay không. Cuối cùng là một lời cảm ơn chân thành từ mây. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Chips, ủng hộ mây và xem hết video này của mây và cả nhà đừng quên lì xì mây bằng một nút like video và hãy bấm đăng ký kênh cả nhà nhé hẹn gặp lại cả nhà vào video review sau bye bye thank you